Hi, xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh kiếm tiền online CTX Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé Trước khi vào chủ đề chính của video thì mình sẽ quay random bạn may mắn nhất nhận giải thưởng là 10k từ mình Để tham gia event thì các bạn chỉ cần việc like video và comment uh, theo cú pháp cộng với số điện thoại hay là những cái phương thức mà các bạn muốn nhận tiền Đây là link của video ngày hôm qua nhé Thì bây giờ mình sẽ ấn là nhận xét tìm kiếm Mình sẽ lọc những cái người dùng dùng à, uh, lập nữa nha. Ok, sẽ có 52 comment thì bây giờ mình sẽ tìm người may mắn nhất. Hiện tại thì mỗi video thì mình vẫn đang tổ chức event cho mọi người. Thì uh, các bạn có thể uh, tham gia event nhá. Ok, bạn giành giải thưởng đó là bạn vua xấu này. Ok, bạn này nhận số Momo nhá. Ok, mình đã trao giải cho bạn Vũ Thị Linh về cái số điện thoại đuôi là 353 nhé. Giải thưởng của bạn là 10.000. Các bạn có thể tham gia event bằng cách là like và comment ở dưới video này nhé. Ok, vào chủ đề chính ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người cái app hát karaoke kiếm tiền mà mọi người từng đã kiếm rất là nhiều tiền. Hiện tại thì nó đã update phiên bản mới với nhiều lợi ích hơn và cái phiên bản này thì nó đã hạn chế khóa tài khoản của mọi người khi mà tuyển người dùng không hoạt động nhé và nó nâng cấp lên phiên bản Việt Nam luôn và nó sẽ trả cho mọi người nó ghi là Việt Nam đồng thế này thôi và mỗi một ticker khi mà mọi người tham gia uh, kiếm những cái ticker này những cái vé này thì một nghìn vé ngày xưa thì các bạn chỉ nhận được là một s thôi còn hiện tại thì một nghìn vé các bạn sẽ nhận được là năm s nhá nó nâng cấp và x lên tận năm lần để đây là chỉ là cơ hội để cho các bạn tham gia và khi mà các bạn đăng ký mới thì các bạn sẽ nhận được là hai nghìn ba trăm Ngoài ra thì uh, các bạn sẽ uh, đăng nhập vào hát karaoke ở uh, trong vòng 7 ngày thì các bạn sẽ nhận được tổng là 400 cơ này tương đương với giá là 2 đô nhá. Và uh, tuyển rep thì cũng vậy. Ok, cái phiên bản này thì update rất là ok nên các bạn nào mà muốn chơi thì uh, các bạn có thể xem mình hướng dẫn nhá. Ok, hiện tại thì update phiên bản thì khá là ok nên các bạn có thể chơi nhá. Đầu tiên thì mọi người sẽ kích dưới phần mô tả nó sẽ có phần link đăng ký hoặc là các bạn sẽ lên cửa hàng và tìm cho mình cái app là WeSing miễn phí hát karaoke và thu âm karaoke nhá. Sau đó thì các bạn tiến hành cài đặt giúp mình. Sau khi mà cài đặt xong thì các bạn sẽ mở ra. Các bạn có thể đăng nhập bằng số điện thoại này, Facebook hoặc là các bạn ấn thêm này để có thể đăng nhập bằng Google nhá. Các bạn hoàn toàn có thể đăng nhập mọi hình thức đều được. Ok, sau khi mà đăng nhập thành công rồi á Thì ở đây mọi người sẽ kích vào cái biểu tượng Cái hình xu vàng ở trên góc phải này Trên cùng nhá Mọi người sẽ kích vào biểu tượng này giúp mình Lúc đó thì mọi người sẽ nhận ngay một cái thông báo là VND là tiền mặt đi 2.300 đồng Thì mọi người sẽ ấn là nhận tiền mặt giúp mình nhá sau khi mà nhận tiền mặt thành công rồi thì các bạn sẽ kéo xuống, ở đây nó sẽ có phần để cho mọi người nhập mã giới thiệu này. Thì các bạn sẽ ấn là phần nhập mã giúp mình nhá. Cái mã này thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn nhập. Khi mà các bạn nhập mã giới thiệu thì các bạn sẽ được 100 cái vé ticker này. Hiện tại thì 100 cái vé này sẽ tương đương khoảng là 0.5 đô nhá, khá là ổn đó nên mọi người buộc phải nhập nhá. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ nhìn thấy các cái phần thu âm bài hát này. Thì các bạn sẽ ấn vào phần thu âm bài hát, sau đó thì các bạn chỉ cần thu âm một bài hát đơn giản thôi, chỉ trong vòng 30 giây nhá. Sau đó thì các bạn đăng lên thì các bạn sẽ quay lại phần này và các bạn sẽ nhận được cả 50 vé này nhá. Tương đương là 0.25 đô. Rồi và cái phần cuối cùng để các bạn có thể nhận được đó là hoạt động 7 ngày liên tiếp là hàng ngày các bạn chỉ cần vào đăng nhập giúp mình thôi nhá, cũng không cần hát nữa đâu. Hàng ngày mọi người vào đăng nhập thì trong vòng 7 ngày thì các bạn sẽ nhận được là 250 vé. Vị chi là tổng khi mà mọi người đăng ký này, cộng hoạt động 7 ngày thì các bạn sẽ nhận được tổng là 400 vé. Hiện tại thì 400 vé sẽ rơi vào khoảng 2 đô nhá. Và mình rút cái kèo này chỉ là 1,99 đô thôi. Ngoài ra là mọi người sẽ đi tuyển bạn bè giúp mình nhé. Ở đây chính là cái phần mã giới thiệu và cái link giới thiệu của các bạn nhé. Rồi khi mà giới thiệu bạn bè này các bạn sẽ nhìn thấy là các cái nhiệm vụ là 1 trên 3 đúng không? Ở đây giới thiệu bạn bè thì các bạn sẽ nhận được tiền mặt rất là ít. Hiện tại thì tiền mặt nó chỉ random là từ 0.01 đến 0.05 đô thôi nhá Tại vì nó chống chít đi. Hiện tại thì các bạn có thể đi tuyển bạn bè rồi này. Uh, ok, khi mà bạn bè của các bạn đăng ký và thu âm thành công Thì các bạn sẽ nhận được là 40 cái tích này Và bạn bè đăng nhập ngày đầu tiên này là ngày thứ hai và cái ngày cuối cùng nữa là ngày thứ bảy thì các bạn sẽ nhận được tổng là 160 nữa. Vị trí là các bạn sẽ nhận được là một uh, 200 cái ticker này trên một rep khi mà rep hoạt động trong vòng 7 ngày và 200 cái ticker này thì tương đương là một uh, đô à? Rồi đúng rồi, 200 sticker này thì tương đương là một đô Vị chi là khi mà các bạn đã đăng ký thì các bạn đã nhận được khoảng 2 đô rồi Tuyển một rep trong vòng 7 ngày thì các bạn sẽ nhận được là một đô nữa Keo rút chỉ là 1,99 đô thôi Nhưng khi mà các bạn nhận được cái phần sticker này Thì nó sẽ không cho mọi người đổi luôn nhá Mọi người chỉ ấn trao đổi này Nó bảo là các bạn cần đạt được là 1.000 sticker thì các bạn mới có thể đổi được Và hôm qua thì mình test là của mình chỉ có hơn 500 thôi Thì mình cũng đổi được nhá Thì bây giờ mình không rõ là khi mà hơn 500 hay là 1.000 thì các bạn có thể đổi được nhưng nói chung là cũng khá là đơn giản và mình khuyên thật là uh, các bạn nên đi tuyển dép cái kèo này tại vì người Việt Nam rất đam mê khát cao, cao các thứ thôi và cái vấn đề rút tiền ý thì cái paypal của mọi người cần phải được ve đi và cái link cái video hướng dẫn rút tiền thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả để cho các bạn làm nhé hiện tại thì khi mà các bạn đăng ký và ve đi trên việt bay á tại vì việt bay bây giờ bắt phải nâng cấp lên vip ba rồi là mọi người cần phải mang chứng minh thư này các bạn cần phải mang chứng minh thư uh, mấy cả các giấy tờ của mọi người đến cửa hàng Viettel để người ta lưng cho mọi người viết ba lên nhá viết ba thì miễn phí sau đó thì mọi người sẽ tạo mắt tất cả và làm giúp mình thì thật ra là làm ấy chỉ tốn là khoảng 70 nghìn thì sau một thời gian nó sẽ hoàn cho mọi người 50 nghìn thì mọi người chỉ mất khoảng hơn 20 nghìn thôi. Uh, ngoài ra thì uh, khi mà mọi người lưng lên VIP 3 của Viettel Bay thì các bạn sẽ sử dụng như một cái ngân hàng luôn. Thật ra là sử dụng như một cái ngân hàng đó thì rất là tiện luôn ấy. Rồi, cái vấn đề tuyển dép thì mình cũng sẽ review cho mọi người qua một cái kênh nhá. OK thì mình sẽ review cho mọi người cái kênh này tiktok. Thật ra là cái kênh tiktok thì đây đang nằm mỏ vàng á, để các bạn có thể xây dựng. À, ngoài ra thì các bạn có thể tăng được follow các kiểu. Sau này thì mình sẽ review cho mọi người một cái web để mọi người có thể kiếm tiền bằng tiktok. Nhưng chắc chắn là để mà kiếm tiền được trên tiktok này các bạn cần phải có lượng follow lớn nhá. Ngoài ra thì mọi người có thể tìm kiếm đó là mảng kiếm tiền online ở trên đây với cái hashtag đó nhá. Thì các bạn có thể nhìn thấy là rất là nhiều những kênh kiếm tiền online ấy, đã lên được khoảng là 10 nghìn follow này, mọi người nhìn thấy không? Ok này. Đó, 1.500 follow Những cái lượt follow này thì các bạn ấy kiếm được rất là nhiều rep luôn Và những cái kèo ngon này thì khá là ok Mình có một quen một vài bạn ấy Mình cũng review cho các bạn là Sau không làm uh, TikTok đi khá là tiềm năng á Và các bạn ấy cũng đã làm và các bạn tuyển được rất là nhiều rep Ở trên cái TikTok này rồi Nên các bạn có thể uh, vận dụng nhá Các bạn tích cực đi Xây dựng một kênh TikTok của riêng mình Sau này có rất là nhiều cơ hội Một kênh mảng, kiếm tiền online ấy, Thì các bạn có thể uh, tuyển được rất là nhiều kèo trên đây mình biết là là có rất là nhiều kèo tuyển rep mà có thể nhận được rất là nhiều tiền đó và đặc biệt là paypal và hiện tại thì mình vẫn thu mua paypal cho các bạn nhé các bạn muốn bán thì các bạn có thể inbox trực tiếp qua link facebook của mình mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nhé bye bye hẹn gặp lại